miền Bắc có thể hứng trực tiếp hai cơn bão trong năm nay. Từ tháng 6 đến tháng 9, miền Bắc khả năng hứng chịu ảnh hưởng trực tiếp của hai cơn bão. Lượng mưa tại khu vực trong thời kỳ này cũng cao hơn cùng kỳ nhiều năm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão và áp thấp nhiệt đới khả năng xuất hiện trên Biển Đông với tần suất thấp hơn nhiều trong tháng 6, tháng 7 hàng năm. Xu hướng mùa bão năm nay khả năng tập trung vào các tháng cuối năm. Dự báo ban đầu cho thấy từ nay đến cuối năm, Biển Đông có khoảng 10 đến 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó có 4 đến 6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta, thấp hơn trung bình của nhiều năm qua. Dù vậy, ảnh hưởng của La Nina bề mặt nước biển ở pha lạnh có thể khiến bão xảy ra dồn dập, không loại trừ cơn bão mạnh và có hướng đi dị thường. Riêng khu vực Bắc Bộ, chuyên gia nhận định từ tháng 6 đến tháng 9, khu vực khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp khoảng 2 cơn bão. Lượng mưa trong thời gian này cũng có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm. Trong tháng 6, tổng lượng mưa ở miền Bắc cao hơn 10-20% so với cùng kỳ. Trong đó, Tây Bắc và Việt Bắc có thể ghi nhận vũ lượng cao hơn 20-30%. Tình hình mưa lũ ở miền núi phía Bắc trong những tháng tới cũng diễn biến phức tạp, nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn các hồ thủy điện thuộc liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.